Hôm nay mình về vườn để mình cắt chuối để làm mình làm món chuối om đậu thịt ốc các bạn nhé. Hay là để mình làm món ăn dân dã. Và các bạn chọn chuối cho mình ấy, thì mình nên chọn chuối còn xanh nhé và chuối non một chút. Khi dâu chuối này, tức kiểu cái này là vẫn còn rất chi là cứng nhá. Nhưng mà chuối mà chín ấy, hoặc là chuối ương ấy, chuối già ấy, thì các bạn nấu canh nó sẽ bị chua các bạn ạ. Mình chọn chuối lá như thế này nhá. Và khi chuối này ấy, thì mình lấy nải gót mình ăn trước, không ai cắt ở trên trước cả. Mình sẽ cắt cái nải gót này. Cái nải gót này của mình được hơn chục quả đấy, 11 quả. Mình sẽ cắt cái nải gót này về để mình nấu canh chuối nhé. Các bạn nên nấu canh chuối ấy, thì mình nên chọn chuối tiêu như thế này thì ăn nó sẽ ngon hơn là các bạn chọn chuối lá hay là chuối hột nhé. Chuối của mình này. Mình đã được chuối nhé. Khi mình đã cắt chuối về rồi các bạn nhé. Và bây giờ ốc thì mình đã ngâm được 5 giờ và khi nó đã nhả hết cái bẩn ra rồi các bạn ạ. Mình sẽ đi rửa cái phần ốc này để mình luộc này. Thịt ba chỉ các bạn dùng cho mình khoảng 250 g thịt ba chỉ nhé. Đây ạ, chuối này, hành thơm này, lá tía tô, lá lốt, hành lá. Để chút nữa mình sẽ làm từng loại. Và một ít các bạn dùng cho mình một thìa mè nhé, hay gọi là bỗng giấm bỗng ấy ạ. Và đậu các bạn cho mình 3 thìa. Và bây giờ mình sẽ đi rửa cái phần ốc này để mình luộc để mình thơm ra nhé. Đây là 1 kg ốc đá các bạn ạ. Các bạn có thể dùng ốc đá, ốc nhồi hoặc ốc vặt, ốc gì cũng được các bạn nhé. Miễn là ốc của chúng ta làm sạch đi. Mình ngâm nước muối, nước cơm gạo hoặc là ớt các bạn nhé, để cho nó ngon. Cái nầm đen này ra đấy ạ. Khi ốc rửa sạch rồi các bạn cho vào nồi cho mình nhé. Và mình cho một cốc nước để mình luộc, mình lấy nước ốc này ạ. Với một ít muối nhé. Mình luộc nước ốc với muối như thế này để cho cái phần ốc ấy nó không bị ngặt nhẽo và nó há miệng ra hết nhé. Để mình thêu cho dễ ạ. Phần giấm bỗng này thì các bạn sẽ cho mình cái nước vào để mình lọc nhé, để lấy cái phần nước chua thôi ạ. Hoặc các bạn có thể xay ra nhé, mình sẽ lọc bỏ cái phần cơm này đi. Đậu mình sẽ sắp ra thành miếng để mình rán lên nhé. Đây các bạn, khi ốc mà luộc sôi lên nhé, các bạn đảo lên để cho cái phần vỏ này chắc ra. Đây, như thế này là được rồi nhé. Chỉ cần sôi ốc lên là được, mình đảo được cho cái vầy ốc của vỏ này, nó sóc ra là chỉ mình khêu cho dễ ạ. Mình sẽ chắp để mình lấy phần nước ốc ra và kia mình khêu ạ. Để cắt chuối mình ngâm cho không bị nhựa nhé. Thâm các bạn cho mình muối này và chanh, các bạn vắt cho mình một quả cốt chanh vào nhé. Cốt chanh này bạn vắt cho mình, hoặc là các bạn có thể dùng giấm đều được hết nhé, để cho nó có độ chua ấy, để làm cho cái chuối của chúng ta hết cái nhựa thâm đi. Nhớ là chuối các bạn đừng nên chọn chuối chín quá thì nó sẽ không được ngon các bạn nhé. Khi nấu canh lên ấy, thì nó sẽ là bị chua đấy, chua nó vẫn còn rất là non như thế này. Mình chỉ cần cứ bỏ cái nước vỏ bên ngoài đi. Nhiều người cần thích ăn cái nước vỏ ngoài này, các bạn ạ, nó có độ giòn đấy ạ. Nên là tùy theo nhé, không có thì các bạn nên tước như mình như thế này là được. Ngoài trời nó đang mưa rất to các bạn ạ, nên là bây giờ mình đang nấu cơm bữa cơm chiều trên thổ chiều tối ấy, có mưa. Các bạn tước hết cái phần vỏ chuối này cho mình và ngâm trong nước môi loãng nhé. Sau đó thì mình sẽ hướng dẫn tiếp ạ. Khi chuối gọt xong rồi các bạn nhé, thì các bạn sẽ thái ra cho mình. Mình tách quả chuối ra làm đôi ạ. Và mình sẽ thái dài ra.
cái quả chuối này của mình ngắn, các bạn chỉ cần thái cho mình là 3 thôi là được nhé. Các bạn ngâm chuối cho mình khoảng 30 phút nhé. Để cho cái chuối này của chúng ta, món canh chuối này nó ngon thì các bạn cho mình một màu nghệ. Các bạn giã ra cho mình, nếu không có nghệ tươi thì các bạn có thể dùng loại bột tùy theo nhé. Các bạn băm cho mình củ hành tím này. Một chút đầu hành lá các bạn cũng băm để mình cũng phi cùng hành thơm nhé, hành tím nhé, rất thơm. Hành lá mình thái nhỏ rồi nhé, đồ canh nên các bạn thái nhỏ. Với món canh này để cho thơm thì không thiếu lá lốt và lá tía tô các bạn nhé. Các bạn thái nhỏ cho mình cái phần lá lốt và lá tía tô ra. Thịt ba chỉ các bạn thái ra cho mình nhé. Đây là mình đã luộc qua cái phần thịt ba chỉ này rồi. Mà có thì các bạn thịt ba chỉ sống cũng được nhé. Đây là mình miếng này mình luộc rồi qua rồi ạ. Đây các bạn, cái phần ốc này mình đã làm xong rồi nhé. Mình luộc xong rồi, bây giờ mình sẽ khêu cái ốc này đi ạ. Đấy, các bạn khêu hết cái phần ốc cho mình ra này. Cái phần đít ốc ấy thì nó đắng, các bạn nên bỏ nhé. Đấy, cái phần dưới đít này thì các bạn sẽ bỏ lại cho mình. Mình chỉ lấy phần miệng ốc và thịt ruột ốc nhé, còn cái phần đít các bạn bỏ đi cho mình để cho nó không bị đắng. Các bạn khêu hết cho mình nhé, sau đó thì mình lại hướng dẫn tiếp ạ. Đây các bạn, sau khi ốc mình khêu xong, mình rửa sạch đi rồi các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ ướp gia vị vào đây ạ. Các bạn cho mình bột canh này, một thìa cà phê nhé, và các bạn cho mình cả một chút đường nữa. Vì khi những món ốc hoặc cua ốc thì chúng ta nên cho một chút đường cho đỡ tanh. Và mình sẽ ướp với cả phần nước nghệ các bạn nhé. Nghệ các bạn giã ra để mình lấy nước mình ướp. Mình chỉ lấy nước nghệ thôi. Các bạn ướp cho mình khoảng 20 phút nhé. Các bạn cho mình chảo dầu lên bếp nhé. Khi dầu nóng lên rồi, sôi rồi thì mình sẽ cho đậu vào để mình rán lên. Đây các bạn cắt cho mình cái phần đậu này ra nhé. Đậu đã rán vàng rồi, mình rán vàng hai mặt nên là được ạ. Bây giờ mình sẽ cho phần thịt ta chỉ vào mình đảo vàng lên nhé. Khi phần thịt ba chỉ này nó đã mơ rồi, các bạn sẽ múc ra cho mình nhé. Bây giờ chảo các bạn sẽ cho mình để lại một ít dầu nhá, mình cho phần hành thơm vào. Khi hành thơm đã thơm rồi thì các bạn sẽ cho mình phần ốc vào. Mình xào để cho cái phần thịt ốc này nó săn lại các bạn nhé.
Khi cái phần thịt ốc này nó đã săn rồi, bây giờ mình sẽ cho một cái nồi lên. Nồi thịt là các bạn đã ăn rồi đấy ạ. Và bây giờ mình sẽ cho vào đây một chút chuối. Các bạn cho mình một thìa bột canh nhé. Nếu bạn nào không thích ăn bột canh thì chúng ta có thể cho hẳn lên, hoặc là cho bột canh ít phần đôi cho lên nhé. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái phần ốc vào. Các bạn giúp cho mình cái chảo ốc của loại bánh. Mình đảo đều lên. Cái phần nước ốc này mình đã chắt ra lúc trước nhé. Và bây giờ mình sẽ trắng vào cái chảo. Các bạn cho mình cái phần nước ốc mình luộc đấy nhé. Mình cho vào đây là nước mẻ các bạn nhé, hay gọi là uống rượu cũng được nhé. Hoặc là mình lấy một chút nước mẻ thế thôi. Và để cái phần ốc này ngon ấy, thì các bạn sẽ cho mình nước tương hột các bạn nhé. Để mình nước tương hột mình tự làm, mình nắp cho nó đều. Cho mình một ít nước tương hột. Mình om lúc nữa thì khi nào chuối chín thì mình mới cho phần đậu vào nhé. Đây các bạn om cho mình một lúc nhé, để cho cái phần chuối này nó mềm ra. Bạn nào mà muốn ăn cay thì chúng ta có thể cho ớt vào nhé. Đây các bạn, khi mình om nhé, cái phần chuối này nó đã mềm rồi nhé, chín rồi. Và bây giờ mình sẽ cho đậu vào để mình cho cái đậu này nó ngấm gia vị vào. Rất chi là ngon như thế này. Vào những buổi cuối tuần ấy, các bạn rảnh rỗi, chúng ta có thời gian ấy, chúng ta có thể làm món này cho gia đình nhà mình ăn nhé. Khi thời tiết nó chuyển sang thu, se se lạnh này. Với những cái món này là món ăn dân dã của Việt Nam mình thì hầu như là thời tiết nào ăn cũng vẫn rất ngon ạ. Miễn là chúng ta có thời gian để mình làm cái món này nó hơi nâu một chút ạ. Để trong quá trình mình khêu ốc ấy, nó lâu thôi ạ. Mình om để cho đậu nó ngấm gia vị vào. Khoảng độ 5 phút ạ. Đây các bạn, khi nồi chuối ốc đậu của chúng ta nhé, nó đã như thế này, mềm ngon rồi. Nếu mà bạn nào mà muốn ăn mềm nữa ấy, thì chúng ta có thể đun thêm nhé. Nhiều người muốn cho cái chuối nhừ lát ra, còn không có thì như thế này mình gấp mình ăn. Rất chi là ngon rồi ạ. Và rất vừa nhé. Các bạn sẽ cho mình phần rau thơm này vào nữa. Mình trộn đều lên. Bạn nào muốn ăn bột ngọt nhé thì có thể cho bột ngọt, còn không có thì như thế này của mình là vừa và ngon lắm rồi ạ. Chúc các bạn và gia đình có một món ăn dân dã đậm vị quê hương nhé, ngon mà dễ làm dễ ăn như thế này. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình nhé. Đây, bây giờ mình múc ra bát nữa là có thể thưởng thức thôi ạ. Rất chi là ngon như thế này. Mình cho đơn ra bát như thế này. Nóng hổi và ngon nhé. Đấy, thành phẩm của mình sau khi làm xong đấy ạ. Mình xin dừng video tại đây ạ.